18E nói từ Cộng Hòa vô thẳng vô nhà ga T3 luôn á, luxury car luôn, Sài Gòn. Bên này là cột điện, cây cối chặt sạch sẽ hết rồi. Bên này có tòa nhà đang tháo dỡ. Trước mặt chúng ta xa xa là thấy cái cây cầu vượt rồi đó. Đây bức tường năm xưa, hàng rào chấm gai. Còn cái bức tường này nữa, đập ra là thông với lại đường C12. Nhưng cái dự án hầm chui này chưa thể tiến hành được, lý do là... Rồi, hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì hôm nay là sáng ngày 20 tháng 9 năm 2024. Hiện tại chúng ta đang đứng ngay chỗ ngã ba Mũi Tàu. Giao nhau giữa đường này là đường Hoàng Văn Thụ, bên kia là đường Nguyễn Văn Trỗi nha các bạn. Đường Hoàng Văn Thụ hướng này là chạy về chợ Bà Chiểu, đi về ngã tư Đường Xanh, còn đường Nguyễn Văn Trỗi là chạy về quận Nhất. Đường Nguyễn Văn Trỗi năm xưa nó là đường Ngô Đình Khôi các bạn, còn đường Hoàng Văn Thụ này năm xưa nó là đường Võ Tánh. Bên phải đây là cái quân khu 7, bộ tư lệnh quân khu 7, năm xưa nó là trực thuộc bộ tổng tham mưu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sáng nay chúng ta sẽ đi cái con đường trong cái dự án gọi là tuyến đường nối giữa đường Trần Quốc Hoàn với lại đường Cộng Hòa, mới khánh thành cái đường hầm chui Trần Quốc Hoàn Phan Thúc Diện các bạn. Đây, quẹo đường phải đây, đi thẳng vô sân bay Tân Sơn Nhất các bạn, đường Phan Đình Giót. Còn quẹo phải bên đó đường Phổ Quang, năm xưa là đi vô cái nghĩa địa Bắc Việt đó. Còn bên trái nè, công viên Hoàng Văn Thụ. Khi xưa đây là cái bãi đáp trực thăng của cái bệnh viện giã chiến của quân đội Mỹ. Đây các bạn, chúng ta sẽ đi cái hầm chui mới được đưa vô hoạt động cách đây 1-2 tháng à. Hầm chui này có tổng chiều dài là 400m, đường dẫn này là 180m nè các bạn. Cái hầm này khoảng 42m. Đây là một trong những gói thầu đã hoàn thành đầu tiên, gói thầu xuất tính thì phải. Trong cái toàn bộ dự án gọi là đường nối dài giữa đường Trần Quốc Hoàn về đến ngã ba Mũi Tàu, Cộng Hòa, Trường Chinh, có tổng chiều dài là khoảng 4 cây với mức vốn đầu tư là hơn 5.000 tỷ các bạn. Đây, đường dẫn bên phía bên này là 140m. Chui qua khỏi hầm thì bừng này là đường Phan Thúc Diện. Đường đang thi công ha, cái bảng dẫn còn để kìa. Tất cả biển báo đường này là đường Thăng Long các bạn. Không biết cho vô chưa nữa. Cái hầm đó đưa vô vào ngày 10 tháng 8, 10 hay 12 tháng 8 gì đó. Lúc đó là 2 tây tháng 8, đầu tháng 8 là chúng ta đã đi Lào, Campuchia rồi, Thái Lan rồi. Giờ hoành lại trải nghiệm cái hầm chui đó. Bên này là cái ga hàng hóa của phi trường Tân Sơn Nhất. Cái đường này vẫn chưa thông nha các bạn. Con đường vẫn chưa thông, chúng ta hoành lại. Đường bên này vẫn còn ngổn ngang. Quẹo phải ra đường này gọi là đường Thăng Long.
khu vực này của người Bắc sinh sống rất là đông, cho nên ở đây tên đường ở ngoài phía Bắc rất là nhiều. Đây là đường Thăng Long, còn đây là đường Đồ Sơn nè. Đây là gói thầu số 9, cái đường hầm đã hoàn thành vượt thời hạn trước 3 tháng. Đây là đường Ba Vì nữa nè. Những con đường mang tên ở ngoài khu vực phía Bắc. Đường Thăng Long, đây là đường Giải Phóng nè. Ba Vì, Giải Phóng, Đồ Sơn, Thăng Long. Ta hoành ra cái vùng bên Lăng Cha Cả cầu vượt ngã tư vùng bên Lăng Cha Cả các bạn. Ngay góc đó khi xưa có ngôi mộ của Cha Cả. Cha Cả là người cha lớn chứ không phải tên cha tên Cả, mà cha lớn trong cái dòng họ bên đạo Công giáo thì họ gọi là Cha Cả. Vùng bên Lăng Cha Cả giờ xây cái cầu vượt rồi. Chúng ta ra đường Cộng Hòa để chạy về cái con đường mở rộng hướng đi vô nhà ga T3 các bạn. Nhà ga T3 là xây dựng chung với lại cái hầm chui Trần Quốc Hoàng với Phan Thúc Viện đó. Cuối năm 2022, gần đến cuối năm 2024, coi như là gần 2 năm thì đã hoàn thành. Trong cái dự án đường nối giữa đường Trần Quốc Hoàng về đến ngã ba Mũi Tàu, Cộng Hòa với Trường Chinh có tổng chiều dài là 4 cây, thì nó sẽ có tổng cộng là 3 cái con đường được mở rộng mới để kết nối vô nhà ga T3. Chúng ta sẽ quẹo vô cái con đường mới mở rộng, đó là đường 18E. Kế đến là đường Hoàng Hóa Thám, và cuối cùng là đường C12. Tổng cộng có 3 con đường. Khung cảnh buổi sáng rất là náo nhiệt trên con đường Cộng Hòa. Đây nè các bạn, đường 18E đây nè. Đường 18E nối từ Cộng Hòa vô thẳng vô nhà ga T3 luôn á. Vẫn còn chốt của bên quân đội ha. Đường chưa thông thoáng các bạn, chưa đi được. Ta hoành ra. Đây, đường 18E. Đường nằm trong cái dự án nối giữa đường Trần Quốc Hoàng với Cộng Hòa đó. Đường này là đi thẳng vô ngay chốc nhà ga T3 luôn. Trên đường Cộng Hòa rất nhiều những tòa nhà building, những showroom là xe hơi nè. Luxury car luôn, Sài Gòn Luxury car. Ồ, những xe đời cổ, những chiếc mẹt cổ kìa, nhìn đẹp quá. Những xe thời thập niên 50-60, quá đã luôn. Đây, trên đường này trước cái tòa nhà Free Edit này. Ủa, sao hôm nay buổi sáng đâu buôn bán hàng rong bị dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Đường Cộng Hòa thì hướng này chúng ta chạy về đến ngã ba Mũi Tàu giao nhau với đường Trường Chinh, đi thẳng về đến cây cầu Tham Lương
đi về quận 12, đi về Hóc Môn. Những con đường nhỏ quẹo vô trong này là khu dân người Bắc sinh sống rất là đông. Mép rìa của phi trường Tân Sơn Nhất, khu vực của người Bắc sinh sống rất là đông. Khu vực này là building, tòa nhà, văn phòng, giới văn phòng làm việc ở đây rất là đông, cho nên hàng quán bán rất là được. Đây, chúng ta không đi cầu vượt ha, đây cầu vượt Cộng Hòa với lại giao nhau đường Hoàng Hoa Thám. Bên phải là khu danh trại, khu quân đội của sư đoàn 367. Cầu vượt Hoàng Hoa Thám với Cộng Hòa. Đây, đến đây chúng ta quẹo vô đường Hoàng Hoa Thám. Đây là nhánh thứ hai để đi vô nhà ga T3 của phi trường Tân Sơn Nhất được mở rộng đây. Vị đất bên phải của quân đội. Những cái ống dây điện thả xuống rồi. Bên này là cột điện, cây cối chặt sạch sẽ hết rồi. Đường dây 220 kV sẽ làm cái biến thế hay biến áp đâu đây hay gì. Ồ, cảnh công trình để ngổn ngang sắt rỉ sét hết luôn rồi. Đường Hoàng Hoa Thám, một trong bốn nhánh đi vô cái nhà ga T3. Cảnh mua bán chà tắc. Trường Trung học Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hoa trường cấp 2 thôi. Khu vực này là thuộc phường 13 của quận Tân Bình, còn cái khúc đầu đường Phan Thúc Viện nó thuộc phường 4 của quận Tân Bình. Rồi, sân cầu lông, sân đá banh, quỹ đất của bên quốc phòng cho thuê luôn. Đây, bên này có tòa nhà đang tháo dỡ. Đây là những cái bệ đỡ, cái dàn ống cấp thoát nước dẫn từ nhà ga T3. Chùa cha vẫn còn ngổn ngang. Công trình chỉ mới có hoàn thành được cái hầm chui mà thôi, còn khúc này vẫn còn ngổn ngang, chưa đâu tới đâu hết. Đường Hoàng Hoa Thám đây dẫn vô khu nhà ga T3. Ngay đường Hoàng Hoa Thám này chúng ta sẽ bắt gặp cái cầu vượt vẫn chưa cho thông thoáng vô, chưa vô được các bạn. Trước mặt chúng ta xa xa là thấy cái cây cầu vượt rồi đó. Nó là nối đường C12 các bạn. Nối đường C12 đó, để dẫn vô ngay chốc nhà ga T3 luôn.
Hoành ra chưa vô được, dự án đang còn trong quá trình ta chạy qua bên khu đường C2 chạy ra đến ngã ba Mũi Tàu, giữa đường Cộng Hòa với đường Trường Chinh kết nối vô đường C12 đó. Ai quẹo vô đường này đi, Nguyễn Hiến Lê. Thì toàn tuyến dự án 4 cây nối giữa đường Trần Quốc Hoàng về đến ngã ba Mũi Tàu ngay đường Cộng Hòa thì có tổng cộng 2 hầm chui và 1 cái cây cầu vượt và 2 cái con đường mở rộng là 18E với lại đường Hoàng Hoa Thám này để nó kết nối vô nhà ga T3, giải quyết vấn đề ùn tắc nghiêm trọng trên con đường Trường Sơn, con đường độc đạo duy nhất. Đây là ngôi trường Nguyễn Chí Thanh, ngôi trường cấp 3. Rồi, trời âm u, bắt đầu nó muốn mưa rồi các bạn. Tranh thủ quay thôi. Bữa giờ mưa suốt ngày. Ảnh hưởng bởi cơn bão số 4. Bão số 4 người vừa mới qua khu vực miền Trung, khu vực Quảng Bình với lại Đà Nẵng. Nó tạo thành áp thấp nhiệt đới thôi chứ không đến nỗi nặng như cơn bão số 3 Yagi đi vô khu vực phía Bắc, thiệt hại rất là nặng nề. Còn khu vực miền Trung thì đỡ nhẹ hơn. Đường này là đường Mai Lão Bạn thuộc phường 13 quận Tân Bình. Phía bên phải vẫn là cái khu quỹ đất của bên Bộ Quốc phòng, khu quân quân đội họ đang kiểm soát, sau này sẽ được mở rộng cơi nới ra sau khi nhà ga T3 hoạt động. Đây bức tường năm xưa, hàng rào chấm gai. Khu hậu cứ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm xưa đó, còn lại cái bức tường với cái hàng rào. Ôi mưa rồi, tranh thủ. Ôi mưa nhỏ thôi, sắp về tới đường C12 rồi. Chúng ta quẹo vô đường này là đường Nguyễn Đức Thuận nha các bạn. Rồi bị mưa ào ạt, bây giờ nó tạnh rồi, tiếp tục một đoạn tí xíu nữa là kết thúc video các bạn, về đến cái con đường C12, con đường dẫn từ ngã ba Mũi Tàu, đường Cộng Hòa vô nhà ga T3 của phi trường Tân Sơn Nhất. Bên phải là dự án công trình của bên quân đội, họ ghi là cấm quay phim chụp hình. Chúng ta đi thẳng luôn xuống đến đường C12.
đây khu vực cái công trình đường dẫn vô nhà ga T3, bức tường vẫn còn các bạn ha. Đây đoạn đường C12 nè, sẽ giải tỏa cái dãy nhà đó. Phía bên kia là cái kho của bên Bưu điện Việt Nam. Bức tường hàng rào, quỹ đất bên trong sân bay Tân Sơn Nhất. Cảnh cất cánh máy bay. Đây, khu vực quỹ đất vẫn còn ngổn ngang. Cái nhà ga T3 chạy thẳng vô ha. Này chạy còn cái bức tường này nữa. Đập ra là thông với lại đường C12. Đường C12 đó chạy thẳng là sẽ gặp cái cây cầu vượt giao nhau với đường Hoàng Hoa Thám đó. Rác ghế tình yêu dục ngổn ngang luôn. Ồ, khu vực bãi rác luôn rồi đây ha. Sau khi cái đường ở bên trong nó xây xong, bắt đầu hạ bức tường này xuống, đường này sẽ liên thông với đường đây là đường C12 các bạn. Đường C12 chạy ra khúc ngoài quay. Đây cũng là nhánh chính, nhánh từ ngã ba Mũi Tàu đường Cộng Hòa đi vô nhà ga T3 của phi trường Tân Sơn Nhất đó các bạn. Wow, khúc này bắt đầu mở rộng rồi nè. Lúc trước mình quay là cái con đường nhỏ hẹp bên này, bây giờ mở cái tấm tôn hàng rào tôn xuống rồi đó. Tiếp pha thẳng ngay chỗ nãy chúng ta đứng đó. Đường C12 sẽ được nới rộng ra. Rất là rộng lớn luôn ha. Thì ra đến đây cuối đường nối từ Trần Quốc Hoàng về đến ngay chỗ ngã ba Mũi Tàu đường Cộng Hòa, đây sẽ gặp một cái hầm chui, gọi là hầm chui Cộng Hòa Tân Kỳ Tân Quý các bạn. Ngay đâu đây sẽ có cái đường dẫn 120m xuống cái đường hầm. Đường hầm có tổng chiều dài là 375m, mỗi bên đường dẫn là 120m. Phía bên đường C12 này và phía bên đường Tân Kỳ Tân Quý. Nhưng cái dự án hầm chui này chưa thể tiến hành được, lý do là cái đường hầm chui này nó vướng cái dự án tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương các bạn. Bởi vì tuyến Bến Thành Tham Lương nó có cái nhà ga nằm đâu đây nè, thì sẽ xây cái đường hầm đó kết nối vô cái tuyến nhà ga metro số 2 luôn. Còn phía bên kia là đường Tân Kỳ Tân Quý ha. Đường hầm nó sẽ chui qua đường này là đường Cộng Hòa các bạn ha. Đây đường Cộng Hòa ra ngã ba Mũi Tàu giao nhau với đường Trường Chinh. Đây khúc ngay đây sẽ có một cái đường hầm chui. Đây là đường dẫn vô đường C12 dẫn vô nhà ga T3. Đây là bờ bao cũ của phi trường Tân Sơn Nhất.
đây ngã ba Mũi Tàu, bên kia là đường Trường Chinh, ở bên này là đường Cộng Hòa. Ngay đây sẽ có cái nhà ga các bạn, nhà ga T2 của tuyến metro số 2 chứ. Đó. Phía bên này quỹ đất của sân bay Tân Sơn Nhất. Đó, đường dẫn vô cái hầm chui Cộng Hòa với Tân Kỳ, Tân Quý, kết nối vô đường C12 vô nhà ga T3. Cái hầm chui đó chưa thể triển khai được. Rồi, nó lại mưa tiếp rồi các bạn. Thôi, video đến đây mình xin kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.